Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Bá Tiến. Và xin được chào những người bạn nếu mà có qua từ TikTok MC Bá Tiến, rồi kênh Radio Suy Ngẫm. Chào mừng các bạn nếu các bạn đến với kênh Radio Kinh Dị của mình. Chắc sắp tới mình đổi lại tên kênh làm sao để cho các bạn có thể nhận ra mình một cách dễ nhất nếu như các bạn từ TikTok đi qua. Còn trân trọng cảm ơn những người bạn đã gắn bó với mình trên kênh Nghe Đọc Truyện Hay, rồi đổi tên thành Radio Kinh Dị. Và tiếp tục với bộ truyện thật là kiên trì, bộ Quỷ Bí Chi Chủ. Nói qua một chút, nếu các bạn là người mới nghe thì đây là một bộ truyện có phong cách rất giống kiểu Harry Potter, mang thiên hướng của châu Âu, nhưng mà nó lại được một tác giả của người châu Á viết. Và ok, ready. Trước khi bắt đầu thì đừng quên ngó qua phần donate để giúp Tiến cải thiện bữa cơm rau dưa nha. Chương 1156, lời đồn trong niên đại xa xưa. Đặt phối phương ma dược nhà luyện kim cổ điển trong tay xuống, Clint chuyển ánh mắt về phía hai ống máu mà mặt trời nhỏ vừa hiến tế. Sau đó thì anh vẫy tay gọi bình gốm bị bọc bởi rất nhiều lớp người giấy đến. Đây là máu của người phi phàm các con đường khác nhau mà anh đã thu thập trước đó trở về, vẫn luôn đặt chúng ở phía trên sương mù xám. Thiên sứ người giấy bịt kín là để chúng từ từ dung hòa vào sức mạnh của không gian thần bí này, từ đó phá vỡ sự liên hệ giữa máu và người chủ, để đề phòng lúc vẽ phù hiệu mở cửa sẽ có chuyện ngoài ý muốn liên lụy đến người cung cấp. Với Clint mà nói thì bản thân bị phản bội lại rồi thì thôi, dù sao thì cũng còn ít nhất một lần, hoặc rất có thể là hai lần cơ hội sống lại. Nhưng mà nếu anh ảnh hưởng đến những người mình tin tưởng thì cho dù mình máu thì cũng thà không làm còn hơn. Sau khi tháo người giấy quấn quanh miệng bình ra, đổ hai ống máu vào, Clint cụ thể hóa ra một thanh thủy tinh, chọc vào bình khuấy vài cái. Sau đó anh dùng thiên sứ người giấy bịt lại. Chỉ còn thiếu tù phạm ác ma và ma nữ. Đợi mình hoàn thành nghi thức rồi sẽ tự tới gặp tiểu thư Sharron. Chuyện này thì cần phải trực tiếp nhờ cậy thì tốt hơn. Viết thư xin không được, lịch sự lắm. Chỉ có tiểu thư ma thuật sư là khá đặc thù. Hiển nhiên là cô ấy thà nhận thư của mình còn hơn là phải gặp Hermes Pardo. Thế mà dám lấy cớ nhiệt độ quá thấp làm đóng băng mực nước để nhây bản thảo. Chẳng lẽ số ảo thuật cô ấy nắm giữ đều là gia hỏa sao? Cũng may ma dược của mình đã tiêu hóa xong rồi, không cần dục thêm nữa. Clint vừa lẩm bẩm trong lòng vừa ném bình gốm được bọc người giấy kia vào trong đống đồ linh tinh. Sau khi rời khỏi sương mù xám, anh không chuẩn bị chuyện tấn thăng học giả cổ đại ngay, mà lấy giấy bút ra vẽ một phù hiệu phức tạp pha trộn giữa bí ẩn và nhìn trộm. Đây là việc anh định làm trước khi ăn ma dược, hỏi ma kính Arodet về những tin tức liên quan đến Nguyên Bảo. Khi phù hiệu tượng trưng kia thành hình, trong căn phòng vốn lấy ánh sáng không tốt lại càng thêm u ám, hệt như có đám mây bay qua, vừa khéo che khuất mặt trời. Qua mấy chục giây, mặt ngoài của chiếc gương toàn thân có vết rạn bỗng dập dờn ánh nước, nhanh chóng hiện lên từng từ đơn màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, tối cao vĩ đại, người hầu Arodet, thành kính trung thực hèn mọn của ngài đã đến theo lời triệu hồi của ngài. Tôi vẫn là kẻ tôi tớ mà ngài tin cậy nhất, thân cận nhất, yêu thích nhất đấy chứ. Câu hỏi này khiến mình suy luận ra, ma kính đang vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Nó đang có cảm giác nguy cơ sao? Clint như có điều suy nghĩ, vừa buồn cười vừa gật đầu nói, đúng vậy. Thật ra thì là chưa bao giờ. Ta chỉ đang an ủi ngươi thôi. Trả lời xong rồi Clint lặng lẽ bồi thêm hai câu. Ngoài mặt gương thì ánh nước sáng bừng lên, các từ đơn màu bạc đều nhuộm một màu vàng óng bạc. Chúng nhấp nháy tạo thành câu nói. Chủ nhân vĩ đại, ngài có câu hỏi muốn hỏi ta sao? Đúng vậy. Clint trở thấy căng thẳng tinh thần. Ngươi có hiểu biết gì về Nguyên Bảo? Ma kính Arodet im lặng vài giây mới để những từ đơn màu vàng có sự thay đổi. Tôi không hiểu biết gì về nó, chỉ từng nghe thấy một vài lời đồn. Thời kỳ đầu của kỳ đệ nhị, các cổ thần tin rằng vị tạo vật chủ kia có để lại mọi thứ. Một thứ, có lẽ nó là một quốc gia do một phần thân thể của ngài ấy biến hóa ra. hoặc là thứ gì đó mà ngài ấy chế tạo ra, mà Nguyên Bảo chính là một trong số đấy. Đây là cái tên do vua Ma Lang Frigola đặt. Ngài ấy gọi chó của Fogun là người trông coi Nguyên Bảo. Nhưng mà cho đến khi ngã xuống, ngài ấy cũng chưa từng tiến vào Nguyên Bảo. Bởi vậy rất nhiều sinh vật hùng mạnh đều nghi ngờ Nguyên Bảo không còn tồn tại, chỉ là một khái niệm mang ý nghĩa trừu tượng. Có liên quan đến tạo vật chủ ban đầu kia sao? Clint trầm tư một lát rồi nói. Một trong những địa phương hoặc vật phẩm tương tự Nguyên Bảo còn bao nhiêu nữa? 8. Trên phiến đá báng bổ thứ hai có ghi lại cụ thể. Đáng tiếc tôi chưa từng được xem. Bên ngoài mặt gương xuất hiện lần lượt từng dòng chữ, nhưng màu vàng đã nhạt đi, trở lại màu bạc vốn có. Các cổ thần nghi ngờ ngọn nguồn ô nhiễm trong lòng đất cũng sẽ đến từ một nơi tương tự Nguyên Bảo, gọi nó là Biển Hỗn Độn. Hơn nữa, còn có lời đồn rằng ở sâu trong thành phố của linh giới Kanderon này có cất giấu manh mối về dòng sông Vĩnh Ám. Nó đến từ tử thần viễn cổ, thủy tổ chim bất tử Georgie. Về phần những cái khác, tôi từng nghe qua một cái tên, hơn nữa còn không đầy đủ. Có thế giới bóng đen, tri thức hoang dã và hang ổ mẹ liên quan đến ánh trăng. Tổng cộng có 8 cái: Biển Hỗn Độn, Dòng Sông Vĩnh Ám, Đồng Hoang Tri Thức, Thế Giới Bóng Tối, Hang Ổ Mẹ. Hang Ổ Mẹ có liên quan đến ánh trăng, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Không biết có liên quan gì đến dục vọng mẫu thụ không? Clint thì thầm lặp lại những tin tức mấu chốt trong câu trả lời của Arodet. Cứ luôn cảm thấy có thể nắm bắt được điều gì đấy, nhưng mà lại không có thu hoạch quá lớn. Anh vẫn thiếu mất manh mối để sâu chuỗi chuyện này lại. Thấy Arrodes cũng chỉ là nghe qua một vài lời đồn, không biết được bản chất, Clint thay đổi suy nghĩ, thuận miệng mỉm cười. Vậy thì xem ra có lẽ người đến từ Biển Hỗn Độn. Việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ tôi là người hầu trung thành, hèn mọn, ngoan ngoãn của ngài. Má kính Arrodes hiện ra một câu nói dài. Ngoan ngoãn, cách dùng từ này... Clint lẩm bẩm quay sang hỏi. Thiên sứ bóng tối Salia có lai lịch gì? Ngoài mặt gương thì các từ đơn màu bạc lại ghép thành một câu. Tôi cũng không thể nhìn thấy, nhưng mà hồi ấy có lưu truyền một chuyện thần thoại, nói rằng vị thần viễn cổ Thái Dương sinh ra chính là bởi ánh sáng và bóng tối đã hòa làm một thể. Dù sao ngài ấy cũng tự xưng là tạo vật chủ, chắc chắn là phải toàn diện, không thể có chỗ thiếu hụt. Sau đó ngài ấy tách phần bóng tối trong cơ thể của mình ra, dùng nó vào một chiếc xương sườn của bản thân để tạo ra vị thiên sứ đầu tiên, đó chính là thiên sứ bóng tối Salia. Điều này... Xương sườn, mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lúc trước thần viễn cổ Thái Dương tự mình sáng tác và truyền bá câu chuyện thần thoại này. Người anh em của Amon, vợ của người biến thành thiên sứ bóng tối rồi. Clint đầu tiên là cả kinh, sau đó nảy ra một suy nghĩ hiếm lạ. Suy nghĩ lắng đọng lại, anh cũng bắt đầu phân tích sự thật có khả năng tồn tại trong thần thoại. Lưu truyền một câu chuyện thần thoại như vậy sẽ khiến các tín đồ tin rằng thiên sứ bóng tối Salia chính là phần của bóng tối, thần viễn cổ Thái Dương. Dùng cách thức sùng bái để Chúa sùng bái ngài ấy. Lúc đó thì không ai phản đối cũng như là cấm đoán chuyện thần thoại này. Mà thiên sứ bóng tối từ đầu đến cuối đều là người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, cánh tay trái của thần, chứng tỏ điều này rất có khả năng là sự thật. Những chuyện xảy ra sau đó có thể khái quát là phần bóng tối của thần viễn cổ Thái Dương cấu kết với kẻ thù bên ngoài, mê hoặc các vua thiên sứ, ám sát bản thể. Việc này thì có thể giải thích được nguyên nhân Olulu Medici gia nhập Hoa Hồng Cứu Rỗi. Họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Chúa. Nhìn từ góc độ này thì vị trí của thiên sứ bóng tối Salia trong thiên quốc của thần viễn cổ Thái Dương chẳng phải tương đương với cả thế giới trong hội Tarot sao? Cũng may, thế giới là người giả của mình, không có linh tính và tư tưởng của bản thân. Nghĩ như vậy thì Clint bỗng có cảm giác đầu mướt mồ hôi, cảm thấy may vì mình là nhà bói toán chứ không phải là con đường khác. Căn cứ vào suy luận vừa rồi, anh nhanh chóng đưa ra một suy đoán về nguyên nhân vì sao thiên sứ bóng tối lại ngủ say trong vương đình người khổng lồ. Có lẽ liên quan đến việc thần viễn cổ Thái Dương đã ngã xuống. Cho nên, anh em của Amon, dòng trí tuệ, tạo vật chủ chân thật đều muốn xác nhận tình trạng hiện giờ của thiên sứ bóng tối Salia. Nhưng mặt khác, vẫn còn khá nhiều vấn đề. Trong 22 con đường phi phạm, vị vua thiên sứ cánh tay trái của thần này rốt cục là con đường nào? Kẻ ăn trộm có Amon, học đồ có Ngài Ghét, người quan sát, độc giả, người ca tụng, thủy thủ, người kỳ bí, chiến sĩ, người không ngủ, người trồng trọt, kẻ thông thức, quái vật, thích khách, thợ săn, người trọng tài, đều rõ ràng là không có khả năng rồi. Người nhặt xác cũng không. Kỳ Đệ Tứ có xuất hiện một vị tử thần, không có khả năng đồng thời tồn tại một vị thiên sứ, một vị vô thiên sứ, trừ phi thiên sứ bóng tối đã rơi xuống địa vị danh sách 2. Cũng với lý thuyết này thì nhà bói toán, luật sư có thể bước đầu loại trừ, cho đến khi xác nhận được vị trí của thiên sứ bóng tối không phải là vô thiên sứ. Kẻ nhìn trộm bí mật, ánh trăng, ác ma đều có khả năng nhất định, không loại trừ khả năng hiền giả ẩn nấp. Ánh trăng nguyên thủy, mặt tối của vũ trụ là tài khoản khác nhau của thiên sứ bóng tối. Ở phương diện này có lẽ còn cất giấu dục vọng mẫu thủ. Tù phạm cũng có khả năng. Không có chứng cứ chính xác cho thấy con đường này từng có chân thần. Lúc trước thì thần bị trói thậm chí chưa chắc đó là vô thiên sứ. Clint suy tư một hồi rồi nói với cả ma kính Arodet. Đến lượt ngươi hỏi. Trên bề mặt của tấm gương có khá nhiều vết nứt. Từng chữ màu bạc vặn vẹo tổ hợp lại tạo thành câu nói. Chủ nhân vĩ đại, tôi có thể đoán tiếp theo ngài muốn hỏi điều gì được không? Clint buồn cười gật đầu. Có thể. Ngài muốn hỏi tình trạng hiện giờ của Salia. Câu trả lời của tôi là không biết, không nhìn thấy. Đằng sau chữ cuối cùng còn họa một gương mặt tươi cười. Không tệ. Clint khen một câu. Vậy hôm nay tới đây thôi. Gần đây thì có lẽ ta triệu hồi ngươi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại. Người hầu Arrodes trung thành của ngài vẫn luôn sẵn sàng cống hiến sức lực cho ngài. Bên ngoài mặt gương, từ hình vẽ mặt cười chuyển thành một cái chân mèo đang vẫy. Đợi đến khi mặt gương trở lại bình thường rồi thì Clint lấy ra giấy bút, viết lại những nội dung vừa biết được vào giấy. Đây là một trong những tài liệu lịch sử mà anh cần chuẩn bị cho nghi thức. Trong rất nhiều ngày qua thì anh đã viết được một lượng lớn tư liệu lịch sử cổ đại. Tiếp theo, Clint cầm tư liệu và 2 bí ngẫu truyền tống đến Nam Đại Lục. Anh không dám tấn thăng ở Backlund. Nếu thực sự có chuyện gì bất thường thì Amon và Charles Lato chắc chắn sẽ phát hiện và trực tiếp tìm tới cửa. Chương 1157 trong lịch sử. Biển Cuồng Bạo. Trên một hòn đảo cằn cỗi không người. Nơi này cách Nam Đại Lục không xa, nhưng mà trong địa lý học thì lại không thuộc về nơi đó. Sở dĩ Clint chọn hòn đảo này làm nơi mình tấn thăng học giả cổ đại là vì một là muốn tránh Amon và Charles Lato ở mức độ cao nhất, mà lại không tiến vào khu vực ảnh hưởng rộng lớn của dục vọng mẫu thủ. Hai là Biển Cuồng Bạo nằm trong phạm vi được sức mạnh còn sót lại của tử thần bao phủ, cũng chẳng khác nào là đất nước của nữ thần đêm tối. Nếu nghi thức gây ra động tĩnh quá lớn thì vẫn có thể che giấu được ít nhiều. Hơn nữa, nơi này cực kỳ vắng vẻ, không có sinh vật nào cả, không lo sẽ bị liên lụy đến người vô tội. Clint nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu bố trí nghi thức, mang những tài liệu tương ứng ở phía trên sương mù xám về thế giới hiện thực. Ngay sau đó thì anh lật xem tư liệu lịch sử cổ đại dày cộp, rút ra một phần ghi chép mà bản thân không thể khẳng định, dùng bói toán cũng không phán đoán được thật giả. Phùng, anh rung cổ tay, một ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, nuốt chửng lấy tờ giấy nọ. Tài liệu phụ trợ mà ma dược học giả cổ đại cần là một lượng lớn ghi chép về lịch sử cổ đại thật sự, cho nên Clint không dám mạo hiểm sử dụng những vấn đề mà bản thân không thể xác định. Thà bớt số lượng đi một chút còn hơn. Chọn lựa xong thì anh đỏ máu của chó Fogun vào trong cái nồi lớn, sau đó đem số kết tinh xương trắng đã được cân sẵn bỏ vào đấy. Chọn lựa xong thì anh đổ máu của hai tài liệu phụ trợ vừa tiếp xúc với nhau, lập tức bốc lên một làn sương mù mỏng, bao bọc lấy dụng cụ cao bằng nửa người, rộng bằng một bàn tay. Clint liếc mắt, trực giác theo linh tính, tạm thời thì ngừng việc bỏ thêm loại tài liệu phụ trợ cuối cùng để bí ngẫu Enoji cầm trái tim dạng bông của ma lang sương mù, đem thứ giống như sương mù trắng này ngưng tụ thành ném vào trong nồi. Lúc cánh tay của Enoji đọng sương trắng, sương mù đang tràn ngập trong dụng cụ cũng trở nên dày đọng hơn, xuất hiện hiện tượng giãn ra co vào, giống như một trái tim có sức sống của riêng mình đang chậm rãi đập vậy. Clint thì không hề do dự, thao túng bí ngẫu Enoji, cầm lấy đôi mắt của chó Fogun, nhét hai thứ như ngọn lửa đỏ thẫm này vào màn sương mù dày đặc như là thực tế kia. Màu sắc của sương mù nhanh chóng thẫm lại, Clint hoàn toàn không nhìn thấy vị trí ở giữa cái nồi nữa. Anh không hề hoảng loạn, cực kỳ bình tĩnh cho một ít bí ngẫu, ném từng tư liệu lịch sử cổ đại chân thật vào trong màn sương mù dày đặc màu tối kia. Sương mù dần tan đi, sau khi tiêu hóa xong số tài liệu lịch sử kia, cuối cùng nó rơi vào trong cái nồi như hơi nước đọng, tạo ra một thứ giống như chất lỏng vừa giống chất khí, màu đỏ thẫm, to gần bằng đầu của trẻ con vậy. Thấy cảnh tượng đó thì Clint cởi con lắc đeo vào cổ tay áo treo xuống, dùng cách thức bói toán để xác nhận xem ma dược này đã điều chế thành công hay chưa. Lúc này thì anh nhận được gợi ý thứ này khá nguy hiểm, nhưng mà vẫn có thể gắng gượng tiếp nhận. Điều này có nghĩa là ma dược đã điều chế thành công. Cho dù đã điều chế theo phối phương một cách nghiêm ngặt, thì ma dược danh sách 3 vẫn tương đương với độc dược. Nếu chịu đựng được thì sẽ tấn thăng, mà không chịu đựng được thì sẽ phát điên, mất khống chế, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Clint chăm chú nhìn con lắc thạch anh đang xoay tròn rất nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ trong vài giây. Cuối cùng thì kéo dây bạc lên, một lần nữa quấn quanh cổ tay trái. Ánh mắt của anh chợt chuyển hướng về phía ma dược đang trôi nổi trong nồi. Trong đầu tự nhiên hiện lên một loạt suy nghĩ. Khi sắm vai quỷ pháp sư, ngoại trừ mấy từ mấu chốt như kinh sợ, khủng khiếp, đạo diễn, năng lực khó mà lý giải, thì hẳn là còn có các yếu tố như là bí thần, chưa biết, phức tạp, vận mệnh, khó nắm bắt. Kết hợp hai phương diện này với nhau mới là quỷ pháp sư đầy đủ. Một bên là tác phong hành vi, một bên là thuộc tính của bản thân. Với mình mà nói thì lai lịch thần bí đến mức ngay cả bản thân cũng không biết rõ chân tướng. Những gì đã trải qua phức tạp đến mức từng ngăn cản chân thần giáng trần, từng dọa sợ vua thiên sứ. Vận mệnh khó nắm bắt đến độ ngay cả rắn thủy ngân cũng không rõ lắm. Cho nên, coi như mình đã sắm vai từ trước, đương nhiên cũng nhờ vậy mà tiêu hóa được một phần của ma dược, không cần làm tổng kết theo thủ tục. Đây mới là thực sự thể hiện được chữ quỷ. Nghi thức học giả cổ đại yêu cầu phải thoát ly hoàn toàn hiện thực ít nhất 300 năm. Ăn ma dược khi bản thân đã trở thành lịch sử, không còn thuộc về thời đại hiện tại nữa. Cuộc đời bị nhốt trong kén tầm, treo phía trên sương mù xám của mình coi như đã thỏa mãn điều kiện. Nhưng mà sau khi trở thành Clint, hơn một năm qua thì mình đã trải qua rất nhiều chuyện, lưu lại dấu ấn trong xã hội thượng đại. Sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của nghi thức chứ? Chắc là có. May là còn chưa đến 2 năm, dấu ấn cũng chưa chắc quá sâu, có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao thì mình cũng không thể nào tự treo bản thân trong 300 năm, sau đó mới ăn ma dược. Còn mười mấy năm nữa là tận thế rồi. Hơn nữa, lịch sử cổ đại mà mình nắm giữ chắc chắn không kém bất kỳ vị quỷ pháp sư nào. Xem như đã sắm vai được một cách hữu hiệu, có thể né tránh được khá nhiều nguy hiểm. Trong lúc suy nghĩ thì Clint hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo dạ vạt chồng, làn da của anh bỗng trở nên trong suốt. Từng con sâu ẩn chứa phù hiệu, hình khối xếp chồng lúc nhúc lên nhau. Những con sâu trong suốt này ngọ ngoại giống như muốn tiến vào màn sương mù được trưng trong cái nồi kia, chỉ để lại quần áo và mũ trống rỗng ở tại chỗ thôi. Còn lên thì gắng gượng khống chế trạng thái này, vững vàng giơ tay phải ra túm lấy ma dược do đám sương mù kia quấn quanh tạo thành. Ma dược này hình như không có sức nặng, bồng bềnh trôi đến trước mặt của anh. Còn lên há miệng ra, hít mạnh một hơi. Cụm ma dược kia nhất thời biến hình, kéo dài ra, chui vào miệng của Clint, khiến cho anh giống như đang ăn luồng ánh sáng màu đỏ thẫm vậy. Đám sâu trong suốt kia chen chúc lại chui vào cơ thể, lần lượt cắn xé một phần ma dược, nuốt vào bụng. Bởi vì đặc thù của hình thái sinh vật thần thoại, Clint là chỉnh thể, vừa có thể phân tách ra nhiều bộ phận nhỏ, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này để ăn ma dược. Đương nhiên, nếu anh có thể khống chế được sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Clint lặng lẽ cảm nhận cảm giác lạnh lẽo truyền vào từng con trùng linh hồn, hơn nữa còn mang theo nỗi đau đớn như bị thiêu đốt vậy. Trước mắt của anh lập tức xuất hiện sương mù xám trắng, nhìn không thấy tận cùng quen thuộc. Chúng bao phủ toàn bộ thế giới. Ở phía bên dưới hiện ra những việc mà Clint đã từng trải qua, bao gồm những câu chuyện kinh dị mà anh đã sáng tạo ra, cuộc nói chuyện với cả ác linh Thiên Sứ Đỏ, tìm tiểu thư chính nghĩa để đến điều trị cho bán thần Luca có dấu hiệu mất khống chế, săn bắn Havin Dambit, đối phó với cả bản thân của Amon, báo thù Enzangwell, thăm dò thành phố Kanderon, lẻn vào giáo đường Estesonere, hoàn thành trên biển, ngăn cản tạo vật chủ chân thật giáng trần, cứu vớt Tingen. Từng chi tiết trong cuộc sống của anh trong thời bình, chúng hòa trộn vào với những người, những vật khác nhau, cực kỳ hỗn độn, hợp thành một đại dương. Clint đang bay ở phía trên, không thể tìm được vị trí của mình một cách chính xác và rõ ràng. Có cảm giác như sắp bị lạc hướng trong khu rừng này vậy. Mà cảm giác lạnh lẽo cùng cơn đau như thiêu như đốt khiến anh không thể ngừng tiến về phía trước để giảm bớt ảnh hưởng của chúng, khó mà quay về thế giới hiện thực được. Clint gắng gượng khống chế cảm giác này để ý thức dần dần lờ mờ. Trong quá trình thân thể chậm rãi đáp xuống, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình xác định bản thân. Rốt cuộc thì anh nhìn thấy ở sâu trong sương mù xám, phía cuối đại dương, có một vài đốm sáng lóe lên. Trong lòng như đã nghĩ ra điều gì đấy, nghe theo trực giác, dùng tư thái dạo chơi bầu trời sao để bay qua đó. Trong những đốm sáng kia là một bóng dáng đang đeo trên cánh cửa ánh sáng mơ hồ, bị đựng trong một cái kén tằm trong suốt, khe khẽ đung đưa. Hình dáng chính là Chu Minh Thụy Nghiêm Đoạn. Kén tằm không hề liên quan đến bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ lẻ loi treo ở đấy, có thể dễ dàng bắt được. Lúc trước mình dùng bùa chú tái hiện ngày hôm qua cũng không thể nhìn thấy, giờ lại nhìn thấy được rồi. Nói cách khác, trong quá trình tấn thăng, mình có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Nguyên Bảo phía trên sương mù xám. Đợi đã, năng lực tư duy của mình hồi phục rồi. Ý thức của Clint lập tức tỉnh táo hơn nhiều, rốt cục đã rõ bản chất của nghi thức là gì. Loại trừ các chi tiết quấy nhiễu, định vị một cách chính xác và rõ ràng để bản thân có thể trở thành học giả cổ đại, đề phòng lạc hướng. Đi theo những đốm sáng, Clint bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào sương mù xám, bay trên khu vực không nhìn thấy tận cùng. Trên đường thì anh phát hiện ra trong sương mù xám xung quanh thỉnh thoảng lại lóe lên những mảnh vỡ ánh sáng. Chúng có giai đoạn thực dân, thời kỳ Russell thống trị, có trận chiến lời thề, chiến tranh White Rose, cuộc chiến tranh hơn 10 năm. Đây là những đoạn lịch sử trong Kỳ Đệ Ngũ mà Clint biết. Clint vừa đi xuyên qua chúng, vừa để ý thức tự nhiên phân hóa, hoàn thành sự nối tiếp vô hình, định vị cũng thêm rõ ràng hơn. Thời đại xám trắng, trận chiến tứ hoàng, đế quốc Transis, vương triều Tudor, đế quốc liên hợp Solomon I, đế quốc thứ hai, Thiên Sứ Đỏ ngã xuống, hoàng đế máu thành thần, hoàng đế đen trở về. Những mảnh vỡ đi ngược dòng lịch sử theo sự di chuyển về phía trước của Clint. Chúng lần lượt hiện lên ở những nơi khác nhau trong sương mù xám vô tận. Tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm chiếu sáng đường về cho lữ hành. Trong lúc ngao du như vậy thì Clint chỉ cảm thấy mình ngày càng tỉnh táo, cảm giác lạnh lẽo trong mỗi con trùng linh hồn cùng nỗi đau thiêu đốt cũng giảm đi dần. Anh có thể quay đầu từ lâu, quay về hiện thực, nhưng mà lại không ngừng chân, vẫn tiếp tục vui vẻ bay về phía trước. Trận tập kích chí mạng của Hoa Hồng Cứu Rỗi, ba vua thiên sứ thuần trắng, gió bão trí tuệ ăn thịt thần viễn cổ Thái Dương, bí mật bàn mưu trong vương đình người khổng lồ, ba giáo hội chiến thần đêm tối, đại địa mẫu thần thành lập tổ chức bí ẩn. Từng cảnh tượng như ẩn như hiện trong các đốm sáng lóe ra từ sương mù xám. Clint càng ngược dòng lịch sử, càng cảm thấy khoan khoái, có cảm giác chạy băng băng như sắp bay lên vậy. Bên cạnh của anh không biết bao giờ đã xuất hiện một bầy sinh vật hình chó đáng sợ, có hốc mắt bốc đỏ lửa thẫm, cả người bao phủ bởi lông đen ngắn. Chúng chạy trong sương mù xám không nhìn thấy tận cùng, đi theo bên cạnh Clint, giống như người bạn vậy, cũng giống như đang bảo vệ. Trong đó thì có hai con chỉ có một mắt. Clint nhìn thoáng qua mỉm cười, nhưng mà không dừng lại, vẫn tiếp tục ngao du ở sâu trong sương mù xám. Một phần lịch sử của thời kỳ song sinh Kỳ Đệ Nhị, thời kỳ sơ khai của lửa lướt qua người anh, chiếu sáng con đường phía trước của anh. Cuối cùng thì Clint đứng trước một mảnh vỡ ánh sáng trơ trọi. Bên trong là rừng rậm úa tàn và một huyệt mộ cỡ bình thường. Anh đi lên phía trước để nhìn. Trong sương mù xám trắng dày đặc im lặng, không biết nơi nào mới có mảnh vỡ ánh sáng trôi nổi. Cảm nhận được linh tính khô kiệt, Clint không tìm kiếm, ý thức nối liền với cả vị trí xuất phát rồi đột nhiên rơi xuống. Sương mù xám trắng nhanh chóng nhạt dần. Clint cảm nhận được cơ thể của chính mình, nhìn thấy cái nồi lớn trước mặt. Anh không màng đến việc trải nghiệm trạng thái hiện tại mà ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía không trung. Anh trực tiếp nhìn thấy sương mù xám, nhìn thấy cung điện hùng vĩ xa xưa ở phía trên nó. Không gian thần bí nọ đã nhẹ nhàng đung đưa. Backlund, một người đưa thư đỗ xe đạp lại, hơi nghiêng đầu, để chiếc kính độc nhãn bên mắt phải lên. Hắn chợt thấp giọng lẩm bẩm: Nguyên Bảo. Sau khi ngẩn ra vài giây thì gã đàn ông này có gương mặt gầy gò, nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Trong một căn hộ cho thuê ở khu đông cùng thành phố, từng bóng người đang lơ lửng giữa không trung khẽ lắc lơ, đồng thời phát ra âm thanh Nguyên Bảo. Dưới lòng đất của giáo đường Estesonere, Leonard Michel đang sắp xếp nhiệm vụ cho các đội viên. Trong đầu chợt vang lên một giọng nói hơi giả nua: Nguyên Bảo. Chương 1158, học giả cổ đại. Trên một tế đàn ở nơi cao, có khảm con mắt, cánh tay, đầu và nội tạng. Hào quang đỏ thẫm như máu ùa ra như thủy triều, vặn vẹo thành ảo ảnh, giống như là cây cối bị dị dạng vậy. Trong tiếng động ù ù, các loại vật phẩm như xương người, nến, đĩa bạc, hộp vàng đều rung lên bần bật, giống như có thể cứa rách linh thể vậy. Những người cầu nguyện xung quanh theo bản năng cúi thấp đầu, phủ phục xuống đất. Sau đó trong đầu của họ đồng thời ngộ ra: biển cuồng bạo, đảo đá ngầm. Sau khi nhìn thấy tòa cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, cảm nhận được không gian thần bí khẽ dao động, Clint chỉ cảm thấy mối liên hệ vô hình giữa mình và cái thứ gọi là Nguyên Bảo ngày càng sâu sắc, ngày càng khó nắm bắt chính xác. Giờ phút này thì anh mới thực sự có cảm giác nơi đó đang dần dần thuộc về mình. Cũng chỉ mất vài giây, tất cả hiện tượng dị thường đều biến mất. Clint thì không lề mề, để hai bí ngẫu thu dọn đồ đạc vật phẩm có giá trị, hủy đi những phần còn thừa. Còn mình thì rút ra một người giấy, rung cổ tay. Phùng một tiếng, người giấy kia đã bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, đằng sau mọc ra cánh chim hư ảo. Clint nhìn mà ngây ra, không ngờ người giấy thế thân đơn thuần lại mang theo vài phần của cái ôm của thiên sứ. Anh lập tức túm lấy bí ngẫu Kunat Koger và bí ngẫu Enoji, dùng truyền tống biến mất khỏi hòn đảo do đá ngầm tạo thành. Sau khi đi qua vài hòn đảo ở biển Sonia, vòng một vòng rất rộng, Clint rốt cuộc cũng quay trở về căn hộ ở khu đông Backlund. Trong quá trình này thì anh liên tục sử dụng vài lần người giấy thế thân, đã biến chất để quấy nhiễu các phương pháp bói toán, lời tiên tri, truy vết và sự theo đuổi. Phù, không ngờ thật sự làm cho Nguyên Bảo thay đổi, sinh ra hiện tượng dị thường không thể che chắn được. Cũng may là mình thận trọng, không sơ suất chút nào. Nếu tấn thăng ở Backlund hoặc khu vực xung quanh, chắc chắn Amon và Charles Lato sẽ nhìn thấy mình. Clint thở phào một hơi, vội vàng đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám làm bói toán. Sau khi xác nhận tình hình hiện giờ hoàn toàn an toàn, anh không hề ngừng lại, quay trở về hiện thực, dùng minh tưởng để bước đầu thu lại linh tính đang phát tán ra ngoài. Làm xong bước này thì anh vừa cởi áo vừa ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ say. Bình thường mà nói, quỷ pháp sư tấn thăng thành công, học giả cổ đại sẽ không mệt mỏi như vậy, mà còn thừa sức để kiểm tra trạng thái của bản thân. Nhưng mà lúc Clint dạo chơi trong lịch sử, đã dựa vào dấu ấn của bản thân để ngược dòng về rất xa, ỷ vào việc những bí mật cổ đại mà mình nắm giữ vượt xa các bậc hiện giờ mà chạy thẳng một mạch đến đầu kỳ đệ nhị, hoặc là lúc vương đình người khổng lồ được thành lập vào cuối kỳ đệ nhất. Bản thân việc này cũng tương đương với cả đang tiêu hóa ma dược. Sau khi ngủ say mấy tiếng đồng hồ, Clint thong thả mở mắt tỉnh dậy. Anh lần mò ngồi dậy, dựng gối đầu kê vào sau lưng, ngẩng đầu dây thái dương. Phải hơn 10 phút thì Clint mới thoải mái, hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu kiểm tra bản thân. Ma dược vừa ăn vào quả nhiên đã tiêu hóa được một phần rất lớn, ít nhất là 4/5 rồi. Cũng gần giống với cả suy đoán của mình. Những phần còn lại không biết phải lấy được bao nhiêu tư liệu cổ đại, nghiên cứu bao nhiêu lịch sử chân thật mới có thể tiêu hóa hết. Trước mắt xem ra, việc sắm vai học giả cổ đại có hai hướng chính. Một là trở thành học giả đến từ thời cổ đại, hai là nghiên cứu các học giả thời cổ đại. Hai hướng đều phải chuẩn bị đầy đủ. Hướng đầu tiên khá dễ dàng, bởi vì bản thân nghi thức đã ẩn chứa điểm mấu chốt để trở thành cổ nhân. Một khi tấn thăng thành công thì sẽ tự nhiên sắm vai học giả đến từ cổ đại. Hướng thứ hai thì cực kỳ khó khăn. Xã hội bình thường còn đỡ, đây là thế giới có tồn tại chân thần, ác ma, tà ác. Chỉ thu thập tư liệu cổ đại thôi đã là một chuyện cần phải mạo hiểm nhiều rồi. Nếu còn bắt phải tìm ra chân tướng lịch sử thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng vô duyên vô cớ bị chết thảm. Mức độ hiểu biết càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn. Mình có thể biết nhiều như vậy, đa phần phải cảm ơn sự sắp xếp của một vài sự tồn tại, cùng tính phức tạp của vận mệnh mà Nguyên Bảo mang đến. Điều này khiến mình gặp được đủ loại chuyện. Đương nhiên, cho dù là vậy thì một quyền giả của chân thần như mình hiện tại cũng từng chết một lần rồi, huống hồ là các học giả cổ đại khác. Nếu đổi vị trí giữa bậc thầy kỳ tích và học giả cổ đại thì sắm vai sẽ đơn giản hơn. Đáng tiếc không có chữ nếu này. Ngoài ra thì hai hàm nghĩa chính trước đó đều có xu hướng nghiêng về cổ đại. Từ học giả cũng cần phải chú ý, có thể nghiên cứu ra điều gì từ lịch sử thì mới được gọi là học giả đấy. Tiếp theo, muốn tiêu hóa thì có vài phương hướng. Một là biết rõ trạng thái hiện giờ của thiên sứ bóng tối Salia, tái hiện lại quá trình cụ thể của đại biến cố một cách chân thực. Hai là tốn công sâu chuỗi các sự kiện lịch sử trong kỳ đệ tứ, chứ không chỉ giới hạn trong từng đoạn ngắn. Ba là xâm nhập vào, từ nắm giữ trạng thái vĩ mô đến nghiên cứu chi tiết vi mô, ví dụ như sự hưng thịnh suy tồn vong của gia tộc Antikios. Sau khi xác nhận những phương pháp để sắm vai hữu hiệu và suy xét tương lai, Clint kết hợp tri thức thần bí học nhận được lúc tấn thăng và những gì quan sát được sau khi xem hoa văn thần tính, dựa vào bói toán và các biện pháp thực tiễn, từng bước tìm ra năng lực của học giả cổ đại. Có thể phân hóa đến 600 con trùng linh hồn. Hoa văn thần tính cũng có thay đổi nhất định, phức tạp hơn, có thể thể hiện ra nhiều khái niệm như sức mạnh quỷ dị siêu phàm. Hoa văn thần tính thay đổi, một là do có được đặc tính mới, hai là đến từ những tri thức thần bí học ẩn chứa trong ma dược. Đây cũng là thứ mà đặc tính phi phàm tự có, cấp độ cao hơn thì sẽ đạt được. Sau khi chân chính trở thành người có địa vị cao, liệu có khả năng trực tiếp thay đổi tri thức ở chiều sâu hơn không? Ảnh hưởng đến các danh sách khác hay không? Có thể từ hoa văn thần tính suy luận ra phối phương ma dược, nhưng chính là một ví dụ thực tế. Hơn nữa, đến cấp bậc danh sách 3, hoa văn thần tính thay đổi cũng ảnh hưởng đến tính chất đặc biệt của cá nhân, liên hệ chặt chẽ với cầu nguyện và lời hồi đáp. Đều là học giả cổ đại, tôn danh tương xứng, vẫn có sự khác biệt nhất định về bản chất, do xuất phát từ tính cách, quá khứ và tính chất đặc biệt khác nhau. Mình có thể cho các trùng linh hồn khác nhau lắng nghe lời cầu nguyện theo bản năng, đưa ra lời hồi đáp ở mức độ không quá phức tạp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hành vi khác của bản thân mình. Những ký hiệu đặc biệt hoặc lời cầu nguyện khá phức tạp thì có thể chuyển giao cho bản thể. Học giả cổ đại có thể dựa vào việc phân hóa trùng linh mà hoàn thành việc sắm vai thần linh. Danh sách 3, con đường khác sẽ xử lý phương diện này như thế nào đây? Không thể nào vừa ngủ vừa hồi đáp được. Hay đợi lát nữa sẽ nghĩ đến tôn danh học giả cổ đại của mình. Trước tiên thì phải nghiên cứu năng lực cụ thể đã. Năng lực chủ yếu của học giả cổ đại là nhận được sự trợ giúp từ trong lịch sử, chia làm hai bộ phận. Một là mượn sức mạnh từ bản thân trong quá khứ. Với mình mà nói thì việc này khá là xấu hổ, trước mắt không có tác dụng gì, bởi vì quá khứ của mình chắc chắn là yếu ớt hơn bây giờ rất nhiều. Khi còn bị treo ở cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù xám, mình chỉ là một người bình thường. Còn đối với cả người có địa vị cao, từng là nhân vật lớn, hiện giờ bị suy yếu đi vì đủ loại nguyên nhân, thì đây chính là một năng lực thần kỳ, có thể dựa vào làm một đứa trẻ nhỏ khóc đòi kem, vừa tham gia vào trận đại chiến danh sách 1, hoàn toàn không thể nhìn ra được nhược điểm gì cả. Vấn đề duy nhất là không thể kéo dài lâu. Đương nhiên, khi thời gian trở thành học giả cổ đại của mình ngày càng dài, thì năng lực này cũng có thể phát huy được tác dụng. Mình có thể thường xuyên mượn sức mạnh của bản thân khi từng là học giả cổ đại, để bản thân không có lúc nào suy yếu, cho dù gặp phải biến cố mà bị thương nặng. Nói ở mức độ nào đó, năng lực này cũng có thể gọi là vĩnh cửu. Sức mạnh không bao giờ bị giảm xuống mức thấp nhất cho đến khi linh tính hao hết. Trước khi linh tính hao hết, mình vẫn có thể mượn sức mạnh của mình trong quá khứ, không bị hạn chế số lần. Mà linh tính hiện giờ của mình, cho dù không có quá trình hồi phục, thì một ngày cũng sẽ có thể mượn gần 10 lần, mỗi lần duy trì 5 phút. Bộ phận thứ hai là triệu hồi hình ảnh từ trong lỗ hổng của lịch sử, có thể là người, cũng có thể là vật. Hiểu biết càng chi tiết, càng chân thật về sự vật và lịch sử tương ứng thì xác suất thành công càng lớn, thời gian duy trì càng lâu. Mặt khác, mức độ gắn bó giữa mục tiêu và bản thân càng chặt chẽ thì xác suất thành công và thời gian duy trì cũng được tăng lên. Đây chính là 3 điều kiện để thành công. Hơn nữa, người và vật triệu hồi có địa vị cao hơn bản thân, cho dù gắng gượng thành công, hình chiếu cuối cùng gọi tới cũng chỉ là một phần sức mạnh và tính chất đặc biệt, không thể nào là thể loại hoàn chỉnh. Ngoài ra, hình ảnh mà mình triệu hồi từ trong lỗ hổng của lịch sử chỉ có thể duy trì cùng lúc 3 thứ, gồm cả những thứ mà bí ngẫu triệu hồi. Trước mắt, cho dù là vật phẩm bình thường nhất, nắm chắc nhất từng thuộc về mình, thì mình cũng chỉ có thể duy trì tối đa 1 phút. Về điểm quan hệ mật thiết giữa bản thân và mục tiêu rất đáng để suy ngẫm. Nói về mặt bản chất, mượn sức mạnh từ bản thân cũng chính là một loại hình của triệu hồi hình ảnh. Chỉ có điều mối quan hệ giữa mình và bản thân đã chặt chẽ hết mức rồi, không thể nào tồn tại khả năng thất bại được, thuộc về tình huống cực đoan hóa. Nói cách khác, nếu mình muốn triệu hồi hình ảnh của một nhân vật lớn từ trong lỗ hổng của lịch sử, thì tốt nhất là nên thành lập mối quan hệ đủ thân thiết với họ. Hơn nữa còn phải duy trì một khoảng thời gian rất dài. Nếu mình triệu hồi hình chiếu của ngài ác cốt, xác suất thành công chắc chắn là cao hơn rất nhiều so với cả triệu hồi hình ảnh của thiên sứ khác từ lỗ hổng lịch sử. Đây nào phải năng lực phi phàm, rõ ràng là IQ học mà, quan hệ học và giao tiếp học mà. Sau khi cảm khái xong, từ đáy lòng, Cờ Lên cảm thấy năng lực trung tâm của học giả cổ đại chính là kỹ năng thần kỳ. Dù sao cũng liên quan đến lịch sử và thời gian, phần lớn đều là những vấn đề rất thần kỳ. Nhưng nếu muốn phát huy được tác dụng thực sự, thì phải có trí tuệ cũng như chuẩn bị đầy đủ những việc tương ứng. Đây là yêu cầu bất biến của con đường nhà bói toán. Khi triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử là không thể đối thoại, không thể giao tiếp. Nói cách khác, học giả cổ đại không thể can thiệp vào lịch sử, thay đổi quá khứ. Nhìn từ góc độ sắm vai, điều này có thể khái quát là chứng kiến vận mệnh, ảnh hưởng tức thì, không thể nghịch chuyển quá khứ. Người giấy thế thân, ngoại trừ di chuyển bệnh tật, vết thương, nguyền rủa, tấn công, lời tiên tri, sự theo dõi, còn có thêm năng lực, đó là có thể di rời một bộ phận của người giấy đến mục tiêu. Trước khi người đó phát hiện ra là giả, thì nó sẽ vẫn là vận hành giống hệt như đồ thật. Nếu như ai đó mất đi trái tim, trong giây phút ngắn ngủi đầu óc còn chưa chết, hẳn mà gặp được mình có thể cho người đó một trái tim bằng giấy, đập và tuần hoàn máu bằng sức mạnh lấy được từ trong lịch sử. Thời gian bước đầu khống chế dưới linh thể giảm xuống còn 2 giây, hoàn toàn chuyển hóa thành con rối là 10 giây. Phạm vi hoàn thành loại thao túng trở lên là 500 m. Sử dụng bí ngẫu, phạm vi trao đổi vị trí cực hạn là 5 cây số. Lửa nhảy nhót cũng là 5 cây số. Đạn pháo không khí có thể tự do khống chế uy lực, cao nhất tương đương với cả pháo bờ biển. Có thể biến thành sinh vật mà thể linh hồn không lớn quá một giới hạn nhất định. Cơ quan mô phỏng ra, có cái có tác dụng, có cái chỉ để bài trí thôi. Phù, đây là học giả cổ đại. Học giả cổ đại đã tiêu hóa gần hết ma dược. Sau khi Clint xem xét toàn thân xong, thong thả đứng dậy. Anh định tiến vào phía trên sương mù xám, kiểm tra sự thay đổi của Nguyên Bảo. Chương 1160, tính toán. Số 7 phố Pepinster, khu đông Backlund. Leonard bận rộn một ngày, giúp cô có cơ hội hỏi ra nghi hoặc của mình. Ông cụ, Nguyên Bảo là gì? Giọng nói hơi già nua trong đầu của anh ta im lặng vài giây, rồi bật cười nói: Nơi mà mỗi thứ hai cậu đến tụ hội kia rất có khả năng chính là Nguyên Bảo. Leonard hoàn toàn không ngờ lại nghe được đáp án như vậy. Đầu óc nhất thời trống rỗng, đủ loại cảm xúc kinh ngạc, khiếp sợ, hỗn loạn. Quả nhiên, nơi đó có lai lịch, thì ra là như vậy. Qua một hồi thì ông ta mới thấp giọng hỏi dồn dập: Vậy Nguyên Bảo rốt cuộc là nơi nào? Pares thở dài, vừa giống như tự diễu: Thật ra thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe qua một vài lời đồn thôi. Nó không giống với cả thần thoại sáng thế mà cậu biết cho lắm. Trong lời đồn thì vị tạo vật chủ ban đầu kia để lại 9 sự vật khác nhau. Chúng nó có khi là đất nước, có khi là thành phố, có khi là con sông, có khi lại là đại dương, có khi là chìa khóa. Nguyên Bảo chính là một trong số đó. Trên thực tế thì nó có lẽ không phải là một tòa thành, mà là hình thái khác. Cụ thể là dáng vẻ gì thì có lẽ cậu rõ hơn tôi. Sở dĩ tôi xác định sự tồn tại của nó là bởi vì khi tôi tấn thăng thành thiên sứ đã cảm nhận được nó, nhưng mà không thể nào nhìn thấy nó và thành lập liên hệ với nó được. Cụ cố của tôi cũng từng đưa ra một suy đoán, nói rằng 9 sự vật kia có liên quan đến nguyên chất, được ghi lại trên thẻ báng bổ, phiến đá báng bổ. Đáng tiếc lúc ấy vì đủ loại lý do, thấy nội dung có hạn, không thể suy luận ra các phần liên quan đến nguyên chất. Leonard bình tĩnh lại hơn nhiều, sau đó dựa vào lưng ghế sofa, như có điều suy nghĩ hỏi: Ông cụ, có phải ông đang nghi ngờ ngài kẻ khờ là hóa thân của nguyên chất? Căn cứ vào những gì mắt thấy tai nghe ở hội Tarot cùng nội dung mà ông cụ Pares tình cờ nói ra, anh ta đã có hiểu biết nhất định về cấp bậc thần linh. Pares im lặng rồi đáp: Có lẽ. Dân chúng của Backlund chấp hành nghiêm túc lệnh giới nghiêm ban đêm. Trên đường thì hầu như không có ai đi lại, thỉnh thoảng mới có xe ngựa chạy qua. Người ngồi bên trong thì cũng đều có địa vị. Sau khi đến ngôi nhà đã hẹn, Clint không vội đi vào mà nhắm hờ hai mắt, giơ tay phải lên, túm vào hư không phía trước, xuất hiện với dáng vẻ của Sherlock Moriarty mặc áo khoác vỉ nỉ nhạt, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chống gậy nạm vàng. Đây chính là dáng vẻ của anh ta lúc ra ngoài, cũng là hình ảnh từ trong lỗ hổng của lịch sử. Bởi vì bản thân của Clint đang ở ngay đối diện, hình ảnh khá là cứng nhắc, giống như đạo cụ trên sân khấu vậy. Căn cứ vào vài lần thí nghiệm trước đó, Clint biết đây là nguyên tắc độc nhất giữa thời gian, ý thức trong thần bí học. Nói cách khác thì cùng một thời gian, bản chất của mỗi người là độc nhất vô nhị. Nếu bản thể có thể suy nghĩ thì hình ảnh phản chiếu sẽ không có. Mà hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử của những người đã chết này sau khi được triệu hồi ra cũng giống vậy. Clint nghi ngờ nguyên nhân là do cấp bậc hiện giờ của mình chưa đủ cao. Tóm lại, hình chiếu của người khác chỉ có thể trả lời máy móc và chiến đấu theo bản năng. Chuyện mà học giả cổ đại không rõ thì cho dù họ tự mình trải qua cũng không thể đưa ra được đáp án tương ứng. Việc này cũng xác minh một suy đoán của Klein, đó chính là những mảnh vỡ mà học giả cổ đại có thể nhìn thấy trong sương mù xám đều là những thứ mà mình đã từng tìm hiểu. Có nghiên cứu nhất định trong hiện thực. Đơn giản mà nói thì chính là học giả cổ đại cần tự mình thắp sáng từng mảnh trong màn sương mù kia. Đương nhiên, Klein cũng không nghi ngờ nếu là mảnh vỡ của một sự kiện lịch sử đã được thắp sáng phần lớn, thì phần còn lại rất có khả năng sẽ tự hiện ra. Ít nhất, năng lực tương ứng sẽ không bị giảm sút khi bởi vì mình thiếu hiểu biết. Chỉ cần trong lỗ hổng lịch sử có hình ảnh, thì trạng thái ở thời khắc đó sẽ được ghi lại đầy đủ. Có điểm này là đủ rồi. Clint liếc nhìn hình chiếu lịch sử, chỉ có thể hành động dựa vào bản năng. Cả người thì bỗng nhiên biến mất, tiến vào trong sương mù xám. Đương nhiên, Clint cũng nghi ngờ nếu là mảnh vỡ của một sự kiện lịch sử đã được thắp sáng phần lớn, thì phần còn lại rất có khả năng sẽ tự hiện ra. Ít nhất, năng lực tương ứng sẽ không bị giảm sút bởi vì mình thiếu hiểu biết. Chỉ cần trong lỗ hổng lịch sử có hình ảnh, thì trạng thái ở thời khắc đó sẽ được ghi lại đầy đủ. Có điểm này là đủ rồi. Clint liếc mắt, nhìn hình chiếu lịch sử chỉ có thể hành động dựa vào bản năng. Cả người bỗng biến mất, tiến vào trong sương mù xám. Chó của Fogun không phải là học giả cổ đại hoàn chỉnh mà vẫn có thể sống trong lỗ hồng của lịch sử, thì học giả cổ đại chân chính không có lý do nào lại không sống được. Vấn đề duy nhất là ở đây nó có hạn chế về thời gian. Mặt khác thì thời gian càng kéo dài thì bí ngẫu ở thế giới hiện thực chắc chắn sẽ chết, nhưng mà cũng chỉ là thay đổi một hình thức khác để làm bạn cùng học giả cổ đại mà thôi. Mà khi bản thể của Clint tiến vào những mảng lốm đốm trong sương mù xám, ý thức của anh đột nhiên sống lại trong hình chiếu của lịch sử. Clint trong dáng vẻ của Sherlock Moriarty giơ tay giữ mũ dạ trên đầu, bước vào căn nhà kia, dựa theo lời hẹn lấy chìa khóa vạn năng ra đặt lên cửa khẽ vặn tròn. Bóng dáng của anh trực tiếp xuất hiện trong phòng, nương theo ánh trăng đỏ rực, nhìn thấy một vòng. Các đồ gia dụng trong nhà như sofa, tủ ly, ghế dựa cao, bàn trà ở nơi này rõ ràng đều đã có tuổi, dường như phải đến hơn 100 năm, phô ra vẻ cũ kỹ. Trong quang cảnh âm u, Sharron mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, đội chiếc mũ dạ mềm cùng màu xinh xắn, đột ngột xuất hiện ở trên một chiếc ghế dựa cao. Chào buổi tối. Tiểu thư rối gỗ này khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Nếu cô không nói câu nào, không mở miệng thì đây chính là một con búp bê tinh xảo nhất, tiêu chuẩn nhất. Cùng lúc đó thì bóng dáng của Maric mặc áo trong trắng di lê đen cũng phác họa ra ở vị trí của sofa. Quý ngày này trời đã vào đông rồi, ngài mặc ít quần áo như vậy không sợ lạnh sao? À mà đúng rồi, ngài là người chết thì không sợ lạnh. Cứ lên thầm lầm bầm hai câu, tháo mũ xuống, cúi người chào với cả Sharron có gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh thẳm, tóc vàng nhạt. Chào buổi tối, tiểu thư Sharron. Sau đó anh lập tức xoay người nói với cả Maric. Chào buổi tối. Ấn tượng sâu nhất của Clint về vị từng là xác sống, hiện giờ là oan hồn này, chính là đối phương lại cùng chơi bài với cả xác sống mà mình sử dụng. Lát nữa cùng nhau đánh bài. Anh yên lặng thở dài. Sở dĩ Clint đột nhiên nghĩ đến đánh bài là vì lúc trước khi anh phân tích phương thức chiến đấu của học giả cổ đại, phát hiện ra nếu mình gặp phải Charles Lato thì hai bên rất có khả năng sẽ đánh bài tại trận. Ngươi ra một lá quan chấp chính Russell, ta ra một lá đại đế Russell. Ngươi ra một lá Bernadette, ta ra một lá Bonoid. Nếu ngươi ra nửa kẻ khờ thì ta phải lôi Amon vào. Không ngờ cuộc chiến đấu của nhà bói toán thực sự sẽ có một ngày biến thành đánh bài, một ván bài được thực hóa vô cùng nguy hiểm. Ôi, nhưng mà Charles Lato là thiên sứ danh sách 1, căn bản sẽ không cho mình cơ hội đánh bài. Hơn nữa mình triệu hồi các nhân vật lớn trong lỗ hổng của lịch sử vẫn có xác suất thành công rất thấp. Clint thu lại tầm mắt, chủ động nói với cả Sharron. Gần đây tôi cần làm một việc khá là khó khăn đấy, cũng khá nguy hiểm. Trong đó thì có một khâu là thu thập máu của người phi phạm, 22 con đường khác nhau. Đối với con đường oan hồn, đối tượng hỗ trợ mà tôi nghĩ ra được chỉ có thể là cô và Maric. Hai người khá am hiểu nguyên rủa, có cách cắt đứt liên hệ giữa bản thân và máu. Thật ra thì anh có thể thử triệu hồi thượng tướng máu Sharron ngay tại chỗ, lấy máu của hắn trộn vào trong bình sứ. Nhưng mà làm thế thì không biết hiệu quả hay không, do Clint không biết, cũng không bói ra được. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến cấp bậc cao hơn danh sách 1, lại không đủ thông tin. Việc duy nhất anh có thể xác định là khi vẽ phù hiệu kia sẽ không gây ra nguy hiểm gì cho mình và người cung cấp. Bởi vì học giả cổ đại có thể làm rất nhiều thao tác, thậm chí lúc trước Clint còn từng thử triệu hồi vu nữ Trish, dễ dàng chế ngự cô ta, vẽ máu của cô ta lên Russell Yuki, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Sau khi suy ngẫm thì Clint cho rằng làm thế sẽ xuất hiện mâu thuẫn logic về mặt thời gian, cho nên mới không thể nào thành công được. Máu đó là do Trish trong quá khứ cung cấp ngoài định mức. Người bị kéo vào Russell Yuki tất nhiên cũng là Trish trong quá khứ, tương đương với việc thay đổi lịch sử, mà lịch sử thì không thể thay đổi, vì thế thí nghiệm thất bại. Sharron lặng lẽ nghe xong lời đề nghị của Sherlock Moriarty, nét mặt cô ta không thay đổi gì cả, lên tiếng nói. Được, cần bao nhiêu? Phản ứng đầu tiên của tiểu thư Sharron giống như mình nghĩ. Clint lấy ra một ống thủy tinh. Một ống là đủ rồi. Sharron mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, khẽ giơ tay phải lên. Ống thủy tinh dường như có sinh mệnh của riêng mình, chủ động thoát khỏi bàn tay của Clint bay qua. Ngay sau đó thì tay phải của vị tiểu thư trông giống búp bê này đặt lên cổ tay trái. Móng tay đột nhiên dài ra, trở nên vô cùng sắc bén. Cô chỉ khẽ cứa một đường, cổ tay đã xuất hiện một vết thương, máu tươi bên trong tràn ra, nhưng mà lại không nhỏ xuống dưới mà bay ngược lên, chui vào trong ống thủy tinh. Đợi đến khi ống thủy tinh đầy, vết thương của Sharron liền lại trong chớp mắt, không hề để lại dấu vết gì, mà nút ống chợt nhảy lên miệng ống, xoay tròn vài vòng tự mình đóng lại. Trong quá trình này thì gương mặt không còn tái nhợt như trước của Sharron, không hề thay đổi, giống như đã đè nén toàn bộ cảm giác ở đáy lòng. Nhìn ống máu tươi trong tay, Sharron giơ tay trái chạm vào nó, khẽ lướt từ trên xuống dưới. Cô đang giải trừ liên hệ giữa máu và bản thể. Làm xong việc này thì ống máu tươi lại thả người nhảy xuống, bay trở về tay Clint. Còn cần gì hỗ trợ không? Sharron ngồi ngay ngắn trên ghế dựa cao, bình tĩnh nói. Tạm thời không có, cảm ơn cô. Clint lắc đầu, búng ngón tay đánh tách, để bàn tay giấy lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa kia nhanh chóng bốc lên, bao phủ lấy ống thủy tinh. Đến khi ngọn lửa tiêu tan, ống thủy tinh đã biến mất. Đây là sự thay đổi mới của lửa nhảy nhót, có thể chuyển rời vật phẩm trên người của mình đến bí ngẫu hoặc chỗ của bản thể. Ngoài ra thì các loại năng lực phi phàm trước đó của Clint đều có thay đổi và tăng lên tương ứng. Anh đã thuần thục với năng lực, một lần nữa nhìn về phía Sharron đối diện, thuận miệng hỏi. Ma dược dưới của cô tiêu hóa đến đâu rồi? Lúc mới gặp Sharron thì anh cảm thấy đối phương giống con rối, cho rằng mặc kệ là trời sinh thế nào, vẫn phải tuân theo nguyên tắc tiết chế để tạo ra, cũng xem như là một cách sắm vai trước, khẳng định là rất có ích cho việc tiêu hóa ma dược rối gỗ. Cũng không tệ lắm, Sharron bình tĩnh đáp lại. Thêm 1 đến 2 năm nữa hẳn là sẽ tiêu hóa hết đôi. 1 đến 2 năm? Quả nhiên, coi nhanh đến mấy thì cũng phải tính theo năm. Chỉ có mình là chưa đến nửa năm. Đây không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo, mà nó được sắp xếp vô cùng rành mạch. Đương nhiên, nếu tính cả thời gian mình bị treo ở phía trên cửa ánh sáng thì có thể tính đến ngàn năm rồi. Bậc thầy kỳ tích mà. Nếu có thể thoát khỏi vận mệnh này, có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Clint cảm thán vài câu trong lòng, khẽ gật đầu nói. Gần đây hai người có dự định gì không? Sharron đáp. Hy vọng có thể khôi phục thân thể hoàn chỉnh của thầy. Maric ở trên ghế sofa lập tức bổ sung. Nhưng mà không phải anh nói thủ lĩnh của hội mật tu Charles Lato đang ở Backlund sao? Có liên hệ chặt chẽ với cả học phái hồng sao? Đúng vậy. Clint mỉm cười nói. Kiên nhẫn chờ đợi đi, sẽ luôn có cơ hội. Thật ra thì câu nói này của anh cũng là một cách để trấn an. Cho dù trở thành học giả cổ đại, có thể nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, thì hiện giờ anh cũng không có ý định đối phó với cả Charles Lato. Danh sách một hoàn hảo chắc chắn sẽ khủng bố vượt sức tưởng tượng. Hơn nữa, càng đi tiếp trên con đường nhà bói toán, Clint càng cảm thấy được sự đáng sợ và độ khó giết của Charles Lato. Đợi ngăn cản Georgie Ba thành thần xong, Clint định trực tiếp rời khỏi Backlund, cho mình nhiều thời gian để trưởng thành hơn. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại những người bạn của mình trên kênh Radio Kinh Dị. Và xin được tạm biệt những người bạn từ TikTok sang đây và từ Radio Suy Ngẫm. Ok, goodbye nha.